kênh quân sự Việt Nam xin gửi đến quý vị và các bạn. Tháng 10 năm 1993 khi trở lại thung lũng chết, Trung tướng Harun đã chỉ cho tôi nơi ông ta và tiểu đoàn bộ của ông bị hai quả bom napalm ném trúng và cảnh lính Mỹ giống như những bó đuốc sống vừa chạy vừa là thất thành. Tiểu đoàn 7 để lại một đại đội làm nhiệm vụ bao vây không chế, không cho địch rút chạy hoặc cơ động đi nơi khác số còn lại tạm rời trận địa lui lại phía sau để chấn chính đội hình. Sau một hồi lâu bắn phá, địch đổ bộ thêm một đai đội còn lại của tiểu đoàn 1. Ở sở chỉ huy tiền phương chúng tôi lúc này nắm được tình hình chắc hơn. Dưới trung đoàn 66 cho biết, tiểu đoàn 9 đã liên lạc được với tiểu đoàn 7. Như vậy tương quan lực lượng trong khu vực nhỏ này, mỗi bên có hai tiểu đoàn. Nếu tính số lượng quân Mỹ trội hơn, chưa kể hai đai đội pháo và không quân chi viện, tối 15 tôi lệnh cho chính ủy Lã Ngọc Châu Trung đoàn trưởng đi lạc chưa về, nhanh chóng củng cố lực lượng, cố gắng tập kích ở tọa độ X vào sáng ngày 16. Cùng thời điểm đó tôi cử đồng thoại trợ lý tác chiến đi bắt liên lạc với trung đoàn 33, gặp được tiểu đoàn nào thì ra nhiệm vụ cho tiểu đoàn ấy tập kích vào hai trận địa pháo ở Quynh Cơ La để phối hợp với trung đoàn 66. Một mặt cho một tốp trinh sát đem lệnh cho tiểu đoàn 8 trung đoàn 66, nhanh chóng quay về đường cũ, sẵn sàng đánh địch đang hành quân ngược về phía tiểu đoàn 8. Tiểu đoàn 7 đã nổ súng khoảng 3 giờ sáng 17 tháng 11. Sau ít phút chiến đấu quyết liệt, tiểu đoàn 7 đã đánh trúng tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 1 và đánh thiệt hại nặng đại đội A và đại đội B quân Mỹ. Tiểu đoàn 1 trung đoàn 33 bị lạc đường không thực hiện được ý định đánh vào trận địa pháo. Thấy tiểu đoàn 1 có nguy cơ bị tiêu diệt, lữ 3 kỳ binh bay hạ lệnh cho số còn lại hành quân bộ chạy về phía Tây Mơ có cụm ở gần trận địa pháo chờ lệnh. Tôi ra lệnh cho các đơn vị tiểu đoàn một trung đoàn 33 để khỏi bị lạc đường phải liên tục đánh địch cả ban ngày và ban đêm. Gặp địch là khẩn trương tổ chức đánh ngay bám thắt lưng địch mà đánh. Trưa ngày 17 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 nhận được lệnh hành quân quay lại, đang nghỉ ăn cơm dọc sông IDRANG thì có tin của trinh sát báo cáo, quân Mỹ đang tới gần. Tiểu đoàn trưởng Lê Xuân Phôi bình tĩnh đôn đốc tiểu đoàn nhanh chóng triển khai đội hình chiến trận địa có lợi trước mặt và hai bên hình thành thế bao vây ép địch vào giữa hai gọng kìm của tiểu đoàn. Sau khi dùng hỏa lực súng cối chế áp ngắm vào đội hình địch, quân ta dũng cảm đồng loạt xung phong chia cắt đội hình và đánh giáp lá cà với địch. Cả đôi bên lúc này đội hình xen kẽ nhau đến độ chỉ cho phép dùng tiểu liên bắn găm, dùng lưỡi lê, lựu đạn mà chiến đấu. Nhà báo Galloway Galloway đã miêu tả trận đánh. Khi các khẩu súng cối của họ phát hỏa, quân chính quy Bắc Việt Nam đang vận động dọc theo đội hình quân Mỹ, lập tức quay vòng lại và tiến công. Ở trung tâm của đội hình, đại đội Sắc Ly, phải chịu hậu quả tồi tệ nhất, bị chết 20 và bị thương một số còn đông hơn thế ngay từ phút đầu tiên. Một số quân ta bắn như điên như dại về tứ phía và có đại đội khác đã phàn nàn là họ đã bị bắn bởi chính hòa lực của quân mình. Mãi đến lúc này, khi quân Bắc Việt Nam đang tăng cường sức ép tiến công mà mắc MC giả đề tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn, hai lữ ba Mỹ vẫn còn ngộ nhận tin rằng sự việc đang diễn ra chính là do quân Mỹ bắn loạn xạ vào nhau. Trung úy Slogan, Win đã viết kể lại là Đết đã gọi điện đài lệnh cho các đơn vị ngừng bắn. Tình hình đã xấu lại trở nên xấu hơn. Đến bây giờ quân Bắc Việt Nam đã có mặt ngay trong hàng ngũ quân Mỹ và trên các ngọn cây cao. Bất cứ ai vận động lên đều bị bắn chết. Thiếu tá Hanji và trắc thủ pháo binh đã cố gắng dùng điện đài của họ để gọi pháo binh và không quân chi viện. Điều này đã làm giảm bớt sự chết chóc. Nhưng với đội hình kéo dài hơn 100 m được giữa bãi cỏ cao rậm thì các quả đạn pháo và napalm sát thương quân Bắc Việt Nam đồng thời cũng sát thương cả người Mỹ. Đơn vị đi đầu, đại đội Alpha phân tán giải ra trải khắp đoạn rìa của khu vực phát quang trước khi bị tiến công, đã bị mất đúng hai trung đội, 50 người trong những phút đầu. Đến lúc rút ra khỏi khu vực Albany này, nó chỉ còn lại 20 người, trong tổng số 160 người. Đại đội sát ly lúc tập hợp ở khu vực Tia X để hành quân có 110 người thì lúc này đã bị chết 50 và bị thương 50. Nhận được lệnh của tôi, Trung đoàn 33 đã cho một tiểu đoàn hành quân cấp tốc ngược về phía Chư Pông. Trên đường hành quân tiểu đoàn một Trung đoàn 33 nghe thấy tiếng súng nổ phía trước mặt, biết chắc chắn quân ta đang chặn đánh địch. Không ai bảo ai họ xe e gắng vượt lên nhanh. Tới gần sát địch, một đại đội của tiểu đoàn một gặp địch đang chạy lui về phía Chư Pông. Thế là hai đơn vị phối hợp đánh mạnh vào sau lưng tiểu đoàn Mỹ. Sự hiệp đồng tuyệt đẹp của cả hai tiểu đoàn khiến đội hình quân Mỹ đang rối ren nhanh chóng bị quân ta tiêu diệt. Trận đánh kéo dài suốt 14 giờ ngày 17 đến 20 giờ ngày 18 mới kết thúc. Theo nhà báo Gan Lowey đi theo hai tiểu đoàn 1 và hai lữ đoàn 3 quân Mỹ thì tiểu đoàn 2 bị giết 155 người, 125 người bị thương và 5 bị mất tích. Như vậy trong 3 tiếng đồng hồ tiểu đoàn 2 quân Mỹ đã mất 285 người trong tổng số 400, mặc dù con số này còn xa sự thật. Ngay đại tướng Westmoreland cũng phải thừa nhận đây là một tổn thất rất nghiêm trọng. Trong ngày 18 địch vội và điều động lực lượng tới nhiều nơi hy vọng sẽ giảm nhẹ sự nguy kịch của tiểu đoàn 2 kỳ binh bay đang có nguy cơ bị tiêu diệt. Ở Quynh Cơ La địch đổ thêm tiểu đoàn 3 và hai đại đội pháo. Hai trung đoàn dù ngụy nằm trong lực lượng tổng dự bị tức tốc, được điều từ Sài Gòn tới cùng với một tiểu đoàn Mỹ hành quân bằng ô tô, rồi tiến vào hướng đông nam Đức Cơ bắc dãy núi Chư Pông, để yểm trợ phía sau đồng thời cố tạo ra một áp lực giả tạo làm thuốc an thần cho quân Mỹ. Rất tiếc trung đoàn 320 ở hướng đó chỉ đánh tiêu hao, không diệt gọn được tiểu đoàn Mỹ nào. Ngày 19, hàng chục máy bay tới ném bom bắn phá hồi lâu xung quanh Quynh Cơ La, rồi cho trực thăng xuống bốc toàn bộ số quân còn lại về bầu cạn. Cuộc hành quân lần đầu tiên của quân Mỹ vào Tây Nguyên đã kết thúc bi thảm. Kết quả cuối cùng ta đã giành được thắng lợi to lớn vượt xa dự kiến ban đầu. Khoảng 1.200 tên Mỹ bị thương vong. Ta tiêu diệt tiểu đoàn 1 và 2 của lữ đoàn 3 kỳ binh bay tiêu hao nặng tiểu đoàn 3 và một số đại đội, bắn rơi 26 máy bay và thu nhiều súng đạn. Ở đã làm chấn động đến toàn nước Mỹ, báo hiệu sự thất bại không thể tránh được của quân đội viễn trinh Mỹ. Tôi xin mượn câu nói của nhà báo Mỹ Gan Lowey viết cho tuần tin tức Mỹ sau đây. Trận chiến đấu ở thung lũng ở làm cho nước Mỹ suy thoái vào một thập kỷ xa lầy dẫm máu đã dẫn 58.000 người Mỹ và những chiếc quan tài bằng nhôm sáng bóng do quân đội sản xuất, đã làm hỏng một đời Tổng thống, đã mang lại vết nhơ sâu sắc cho các đời Tổng thống khác và đẩy cả dân tộc đến chỗ đối lập với chính bản thân mình. Và bài học ở Đờ rằng người Mỹ còn phải học đi học lại đến 550.000 lần trong một năm, và hàng năm. Đó là giai đoạn mở đầu của Sư đoàn Kỳ binh bay số 1 Mỹ. Khi Mỹ kết thúc chiến tranh Việt Nam, Sư đoàn Kỳ binh bay số 1 đã bị ổn thất tới 30.000 người chết và bị thương gấp hơn hai lần quân số biên chế của sư đoàn. Năm sáu ngày đêm liền lúc nào cũng có tiếng máy bay, tiếng bom nạn nổ. Mặt khác chúng tôi phải liên tục xử trí với những tình huống khẩn trương, nên ở sở chỉ huy tiền phương hầu như không có ai chập mắt nổi vài giờ. Từ người chỉ huy đến anh Bình Nhi đều phải làm việc với cường độ cao nhất, trinh sát đi bám địch, trợ lý tham mưu xuống đơn vị tổ chức hợp đồng. Thông tin tự đi móc nối với những đơn vị mất liên lạc, không ít tình huống mệt mỏi căng thẳng như sĩ quan được phái đi bắt liên lạc với tiểu đoàn 8, đi biệt tâm không có tin tức trở về. Như tin của trung đoàn 33 báo cáo, tiểu đoàn 1 cho đi tập kích trận địa pháo đã bị lạc đường. Trong lúc đó bốn trận địa pháo của địch vẫn thả sức bắn phá về phía ta không có ai kiềm chế. Tuy căng thẳng, phức tạp vất vả giường ấy nhưng sở chỉ huy tiền phương chúng tôi vẫn lần lượt nắm vững sư tổ chức chỉ huy xuống các đơn vị. Sở chỉ huy cơ bản của B3 vẫn liên lạc chặt chẽ với sở chỉ huy tiền phương bằng vô tuyến điện. Biết chúng tôi đã nắm được cả hai trung đoàn 66 và 33 các anh yên tâm, luôn đồng viên cổ vũ nhắc nhở ý nghĩa quan trọng của trận đánh và phải kiên quyết đánh thắng. Khi chúng tôi ra trận lần này, từ người chỉ huy cao nhất đến người lính đều mang theo mình câu hỏi đánh Mỹ như thế nào. Và mỗi người đều phải tự tìm lời giải đáp. Anh Chu Huy Mân gặp một số chiến sĩ từ trận đánh trở về. Anh hỏi, các cậu thấy đánh Mỹ có đặc điểm gì? anh em không nhận ra vị tướng của mình. Vì anh không đeo quân hàm và không ai giới thiệu nên họ nói năng thoải mái. Một chiến sĩ nói, đánh nhau với bọn bộ binh Mỹ cũng dễ thôi. Nhưng mẹ nó, nó lắm máy bay, lắm bom, lắm pháo quá, không lúc nào ngớt, nhức đầu nhức óc. Nhìn chung cả hai mặt trận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nổi bật là trung đoàn 66. Trong trung đoàn có tiểu đoàn 7 và 8 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cả hai tiểu đoàn gặp địch chủ động đánh ngay, đánh liên tục bằng các hình thức tập kích vận động tiến công, bắn máy bay. Các cán bộ hết sức chủ động linh hoạt, anh Lã Ngọc Châu là chính ủy trung đoàn giỏi, đã chỉ huy đơn vị như một trung đoàn trưởng thực thụ. Trong trận đánh không có thời gian chuẩn bị đã vừa hành quân vừa giao nhiệm vụ. Suy nghĩ về cách đánh Mỹ như thế nào, chúng tôi thấy câu trả lời đơn giản của chiến sĩ nói trên có phần đúng. Nếu như ta tạm gác phần hỏa lực mạnh ra thì đánh Mỹ chẳng khác đánh Ngụy là bao, thì ta sẽ thắng Mỹ như ta đã thắng Ngụy từ trận đầu đánh mỹ cho tới mãi về sau này chúng tôi vẫn giữ nhận định mỹ dựa vào binh khí kỹ thuật mạnh sinh ra chủ quan binh khí kỹ thuật và tư tưởng chủ quan đều tác động tới chiến thuật và hành động chiến đấu của họ suy nghĩ ký điều này để ta có kế triệt tiêu cái mạnh và biết khoát sâu chỗ yếu của mỹ ta sẽ thắng nói thế không có nghĩa rằng đánh mỹ cũng dễ thôi như cách nói của một số anh em người mỹ thực dụng họ rất chú trọng giúp kinh nghiệm kịp thời và có phương tiện hiện đại để làm thay đổi tình thế và Mỹ cũng khôn ngoan và xảo quyệt. Đôi khi họ có khả năng làm đảo lộn tình thế bất lợi đối với họ, nhưng họ vẫn không thoát ra khỏi tư tưởng chủ quan khi đánh giá đối phương. Năm 1965, một năm Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh, chuyển cuộc chiến tranh đặc biệt ở miền Nam sang chiến tranh cục bộ, đưa chiến tranh phá hoại ra miền Bắc nhưng mọi mục tiêu đế quốc Mỹ mong muốn vẫn xa vời vợi. Riêng ở miền Nam Mỹ đã đưa vào 25 vạn quân. Lực lượng này đã trở thành lực lượng chủ yếu tiến hành những cuộc phản công khá quyết liệt để đánh gãy xương sống Việt Cộng và đẩy chủ lực của Việt Cộng ra khỏi biên giới. Nhưng đụng vào đâu quân Mỹ cũng để lại những dấu vết thất bại. Mũi Thanh, Vạn Tường, Playme Me, ANG là những chấm than đen đậm khó xóa trong chương đầu lịch sử của quân Viễn Trinh Mỹ và Việt Nam. Không chỉ có thất bại ở chiến trường mà đế quốc Mỹ còn thất bại lớn về chính trị. Quân Mỹ và miền Nam là tự bộc lộ bộ mặt xâm lược và đã đụng vào cái phím đầy nhạy cảm, tình cảm dân tộc, lòng tự tôn và tự hào dân tộc của nhân dân ta. Tình cảm và lòng tự hào dân tộc đó càng cổ vũ nhân dân ta quyết tâm bảo vệ và giải phóng đất nước. Mỹ vào dễ dàng khơi dậy tinh thần dân tộc ngay trong nội bộ ngụy quân. Ngụy quyền làm cho nội bộ chúng bị phân hóa và nhân nhóm tinh thần bài Mỹ, đẩy trách nhiệm cho Mỹ. Điển hình như phong trào Phật tử Ly Khai ở Huế đã mở rộng ra khắp các thành phố lớn ở miền Nam. Trở thành cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài gần nửa năm 1966 Quân chủ lực của ta không hề lui ra khỏi biên giới Trái lại vẫn chủ vững ở khắp chiến trường miền Nam Và còn lớn mạnh hơn Mỹ muốn giành lại ưu thế ở chiến trường buộc phải tăng quân nhanh hơn kế hoạch Cuối 1966 nâng số quân Mỹ lên 391.000 và phải mở liên tục nhiều cuộc phản công Tháng 1 năm 1966 đế quốc Mỹ huy động toàn bộ lực lượng quân Mỹ ngụy và chư hầu mở cuộc phản công chiến lược lần thứ nhất trên chiến trường miền Nam. Mở 20 cuộc hành quân, với lực lượng từ 3 đến 20 tiểu đoàn Mỹ được chi viện rất lớn của không quân và pháo binh. Hai hướng phản công chủ yếu là miền Đông Nam Bộ và đồng bằng khu 5. Mục tiêu cuộc phản công nhằm đánh bại chủ lực ta hỗ trợ kế hoạch bình định, củng cố ngụy quyền tay sai, giành lại chủ động trên chiến trường. Cuộc phản công của địch kéo dài cho đến tháng 4 năm 1966 quân chủ lực của ta vẫn đứng vững ở căn cứ của mình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang nhân dân trong khu vực, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tác chiến chặn đứng mũi phản công và gây cho địch thiệt hại lớn. Chiến trường Đông Nam Bộ trong trận nhà đỏ bông trang ngày 24 tháng 2 năm 1966, sư đoàn 9 nhằm lúc quân Mỹ co cụm cạnh ấp chiến lược nhà đỏ đã bất ngờ tập kích đánh thiệt hại nặng một chiến đoàn, gồm sở chỉ huy, hai tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn thiết giáp, tại huyện Củ Chi cách Sài Gòn 30 km m về phía tây bắc đại đội 306 địa phương và du kích xa dùng các loại vũ khí tự tạo, kết hợp với hệ thống địa đạo, chỉ trong 12 ngày đêm chiến đấu đã diệt và làm bị thương 2.000 tên, phá 100 xe quân sự, bắn rơi và bắn hỏng 50 máy bay các loại. Chiến trường khu 5, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên lực lượng vũ trang địa phương, du kích đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực sư đoàn 2 và 3, bẻ gãy nhiều mũi hành quân của địch và gây cho chúng nhiều thiệt hại đặc biệt là trận đánh luồn sâu vào An Khê của tiểu đoàn đặc công 467 thuộc sư đoàn 3 đánh vào lữ kỵ binh bay Mỹ, loại khỏi vòng chiến 520 tên, phá hủy 97 máy bay. Ở mặt trận Tây Nguyên, mở đợt hoạt động xuân, trung đoàn 320 đánh một số trận nhỏ ở phía Bắc Công Tum. Cả mặt trận thời kỳ này tương đối yên tĩnh. Khoảng tháng 5, theo chủ trương của mặt trận thành lập sư đoàn 6 gồm các trung đoàn từ miền Bắc đang trên đường vào, tôi được phân công đi đón anh em rồi tổ chức huấn luyện rèn luyện đơn vị mới làm quen với chiến trường. Trung đoàn 24 ở miền Bắc là Trung đoàn 42, do Trung đoàn trưởng Phùng Bá Thường chỉ huy, là đơn vị mới xây dựng, lính nghĩa vụ nhưng anh em rất hăng, vừa đặt chân tới chiến trường đã yêu cầu cho đánh. Chúng tôi tiếp nhận Trung đoàn 24 ở đất Công Tum rồi cùng anh em tiếp tục hành quân và dừng lại ở phía Bắc Đắc Tô, Tân Cảnh. Ở đây chúng tôi mở một lớp tập huấn 15 ngày cho cán bộ từ trung đội trở lên, chủ yếu cho anh em nắm được tình hình địch địa hình và nhân dân, những kinh nghiệm thực tế nóng hổi của chiến trường. Bá thường là một cán bộ rất khiêm tốn, ham học và có nhiều sáng tạo không dập khuôn. Tuy mới quen nhưng tôi rất quý mến anh. Học xong tôi bàn với chỉ huy trung đoàn thực hiện chiến thuật vây điểm diệt viện cho khoảng một đại đội vây quận lị. Tumarong từ khi Mỹ và Ngụy đã trở lại đóng khoảng hai đại đội ở Tumarong, cố gắng nhử cho Mỹ ra. Nếu trung đoàn 42 Ngụy ở Tân Cảnh ra cũng diệt, Ta vây ngày 1 tháng 6 năm 1966, đến ngày 2 tháng 6 chúng tôi nhận được tin của trinh sát. Có khoảng một tiểu đoàn của trung đoàn 42 hành quân từ Tân Cảnh ra đường 14, chúng đi rất thận trọng. Tôi phán đoán, nguy đi ít thế này chỉ là sục xạo cho Mỹ đi. Lực lượng ta có tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 6 phục kích trên đoạn đường cách ngã 3 đường 14 rẽ vào Tumorong. Tiểu đoàn 5 thiếu làm lực lượng cơ động. Mặc dù sục xạo dè dặt chậm chạp nhưng chúng vẫn dẫn nhau vào cái bẫy ta dường sẵn tôi hạ lệnh nổ súng. Trung đoàn 42 ngụy vốn rất sợ là đánh này của ta, nên chỉ loạt tiếng nổ bất ngờ đầu tiên là đội hình đã rối loạn. Trận đánh diễn ra rất nhanh, trong vòng 30 phút ta đã diệt gọn tiểu đoàn bộ và hai đại đội, số còn lại tháo chạy. Thế bọn ngụy bị đánh đau, lập tức sáng hôm sau ngày 3 tháng 6 Mỹ đổ xuống Tây Bắc Đắc Hà quận lỵ cũ. Gần một tiểu đoàn dù thuộc lữ dù 101, cùng ngày Mỹ đổ quân ở nhiều điểm khác, đắp phồn một đại đội, Đắc Mông một đại đội, Đa Cơ Rông một đại đội. Linh cảm thấy quân Mỹ chuẩn bị răng một vòng vây. Tôi hạ lệnh cho trung đoàn 24 tối ngày 4 phải nhanh chóng vượt qua đường 14 về đứng chân ở Bắc Tây Bắc Tu Mơ Rông. Các tiểu đoàn 4 và 5 thực hiện đúng thời gian. Tiểu đoàn 5 tới đêm sau 5 đến 6 mới vào được vị trí quy định. Tiểu đoàn Mỹ ở Đắc Hà sau khi củng cố xong căn cứ. Ngày 8 chúng càn vào hướng trận địa cũ của trung đoàn 24. Nếu trung đoàn 24 còn ở đây, đã nằm trong vòng vây khép kín. Đại đội A thuộc tiểu đoàn 1, lữ 1, sư đoàn dù 101 ở Đắk Mông cũng càn vào đó. Ta dùng tiểu đoàn 4 vận động tiêu diệt gần hết đại đội A, số còn lại lui về chỗ cũ. Phát hiện được lực lượng ta, ngày 8 và ngày 9 Mỹ đổ xuống thêm 4 đại đội ở phía sau sở chỉ huy của chúng tôi tiền phương mặt trận, và tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5, cách khoảng 4 km. Như vậy là địch nới rộng vòng vây chuẩn bị dồn trung đoàn 24 vào võ. Ngày 9 tháng 6 chúng tôi dùng tiểu đoàn 5 tăng cường một đại đội mai phục ở Đắc Trâm đón lóng hướng quân địch nóng ra. Cùng trong khoảng mấy ngày địch đổ quân, đại đội cao xạ 12 ly 7 ở gần sở chỉ huy đã bắn rơi ba máy bay trực thăng. Địch phát hiện có lực lượng ta ở Đắc Trâm, chúng bắn tập trung hàng nghìn phát đạn pháo vào khu vực sở chỉ huy. Mùi thuốc đạn khét tanh luôn bám lấy lỗ mũi. Tiếng của đạn pháo bảy hàng chục viên cùng một lúc rội xuống, tiếng rít của đường đạn đi như muốn xé rách màng nhĩ. Một lần tôi đang đứng tay chống khẩu súng thể thao để quan sát xung quanh. Thình lình một viên đạn pháo nổ gần mảnh đạn cắt phăng cái biểu xích của khẩu súng thể thao găm vào đầu đồng chí sĩ chủ nhiệm công binh mặt trận, làm anh ngã xuống và tắt thở ngay. Cách tôi vài mét mấy chiến sĩ cảnh vệ, trinh sát bị thương tôi vội vàng bước lại chỗ sĩ. Một cán bộ đang đặt lại tư thế nằm của sĩ cho ngay ngắn. Tôi ngồi xuống bên cạnh lặng lẽ vuốt cặp mắt khép hờ của sĩ thay lời vĩnh biệt người đồng đội thân thiết của mình. Tôi vô cùng thương tiếc sĩ, một cán bộ công binh giỏi, gan góc mà tôi hằng tin cậy, khi giao bất kể công việc gì. Mấy trợ lý tham mưu thế địa điểm sở chỉ huy đã bị lộ và nằm trong vòng vây, đề nghị với tôi cho di chuyển sở chỉ huy. Tôi nói với anh em lực lượng địch đã xen kẽ với lực lượng của ta, đi lúc này là mất chỉ huy. Rồi tôi hạ lệnh cho toàn bộ sở chỉ huy tăng cường công sự sẵn sàng chiến đấu chống bộ binh địch. Lệnh cho anh đồng ngoại trợ lý pháo ra nắm đại đội cao xạ 21-12 ly 7 đánh máy bay và đánh cả bộ binh địch không khí trong sở chỉ huy vẫn giữ được bình tĩnh nhưng hết sức căng thẳng. Chuông điện thoại liên tục đổ, chốc lại có tin máy bay bắn vào đội hình, chốc lại có tin địch đổ thêm quân, địch sục sạo tới bộ phận cánh giới của ta. Một lần tôi nhấc ống nghe thấy tiếng trung đoàn trưởng thường, alo, anh ân mật danh của tôi đó phải không? Tôi đây, nói đi. Anh em đã phục một ngày một đêm rồi rất sốt ruột. Tôi đề nghị cho D5 vận động ra đánh. Cứ để D5 ở đó, kiên trì ở đó nhất định sẽ được đánh. Rõ ràng thằng Mỹ đổ quân xuống chia cắt đội hình ta rồi. Nó đổ xuống ngồi đó thì chẳng có tác dụng gì, dứt khoát nó sẽ nóng ra. Đồng viên anh em kiên trì ở đó sẽ được đánh. Quả nhiên, ngày 9 hai đại đội của tiểu đoàn ba lữ L01 tiến và đã châm đúng cái hòm đó ta đặt sẵn. Tiểu đoàn năm đánh một trận phục kích xuất sắc. Trận địa của tiểu đoàn giữ được bí mật đến phút chót, khi ta nổ súng chúng cuống cuống kêu khóc đè lên nhau mà chạy tiểu đoàn 5 đã rượt theo tiêu diệt chúng. Cùng ngày mùng 9 Mỹ đổ thêm một đại đội xuống Bắc Đắp Phồn 3 km. Ngày 10 Mỹ đổ thêm phía sau lưng sở chỉ huy chúng tôi một đại đội. Như vậy là toàn bộ một lữ dù L01 đã đổ xuống bao xung quanh trung đoàn 24. Tôi nhắc trung đoàn trưởng thường, các điểm nó đổ xuống phải chú ý theo dõi. Nhất định chúng sẽ lùng sục để tạo hợp điểm. Phái tổ chức tốt các trận địa mai phục chặt đứt từng mũi không cho chúng gặp nhau. Trung đoàn 24 mặc dù là đơn vị mới vào chiến trường nhưng ý thức tổ chức, tinh thần chiến đấu tỏ ra rất vững vàng. Trong đợt hoạt động ngắn đã chiến đấu 8 trận ở cấp tiểu đoàn diệt 4 đại đội và gây nhiều thương vong cho hầu hết các đại đội đã chạm trán. Qua những thông tin thu được tại chiến trường, tôi phán đoán địch sắp rút mà khi rút rồi chắc chắn sẽ dùng B52 giải bom hủy diệt. Nghĩ tới việc cho trung đoàn 24 nhanh chóng rút ra khỏi khu vực tác chiến trong điều kiện chưa quen địa hình e rằng sẽ bị lạc đường khi còn địch ở xung quanh sẽ bất lợi. Tôi đã giao cho đồng hoại cán bộ tham mưu cùng toán trinh sát vượt qua ngăn chặn của địch tới gặp chỉ huy trung đoàn 24 để dẫn đường. Chuyến đi này rất khó khăn nguy hiểm. Tôi không giấu họ điều đó. Nhưng anh em không ai tỏ ra ngần ngại tôi sẽ kể kỹ chuyến đi của họ ở đoạn sau. Ngay đêm 10 sở chỉ huy sư đoàn di chuyển, chúng tôi đến Ngọc Dơ Phan, cách địa điểm cũ khoảng 2.500m. Ngày hôm sau địch đổ xuống một đại đội Mỹ sư 101 cách chỗ chúng tôi 1.000m. Ngày 15. Máy bay trực thăng, máy bay phản lực hoạt động liên tục đông hơn bình thường. Trên bầu trời luôn luôn có hàng chục chiếc bắn nơi này, giải bom nơi kia. Chúng có biểu hiện rút chạy. Đêm đó tôi hà lệnh cho các đơn vị đang tham gia tác chiến nhanh chóng cơ động ra khỏi khu vực tác chiến về khu căn cứ đắc giờ lại cách khoảng 12 km. Suốt đêm tổ chức đôn đốc chỉ huy thu quân nhanh tránh B-52 cho tới gần trưa hôm sau. Không lúc nào rảnh ràng lấy vài chục phút, nếu có rảnh thì tiếng bom đạn máy bay cứ nhồi vào tai không sao ngủ được. Mãi tới chiều hôm ấy, tôi ngồi ôm khẩu cóc bin M2 tựa vào gốc cây vừa chập mắt khoảng 10 phút đã thấy người giật áo gọi. Thủ trưởng, thủ trưởng, tôi choàng dậy hỏi, chuyện gì thế? Cậu liên lạc trả lời tôi bằng một câu hỏi, có một con nai vào rất gần, thủ trưởng có cho bắn không? Máu ham săn bắn của tôi ngang với ham đánh giặc. Nghe thấy có con mồi rất gần lập tức tôi tỉnh táo vác súng di theo cậu liên lạc. Mấy cậu cảnh vệ, Trinh sát kỹ thuật đứng núp sau gốc cây chăm chú nhìn theo con nai đang ngơ ngác dưới mái nhà sàn vô chủ và đàn sói. Khoảng 10 cơn cách con mồi không xa. Con nào cũng nhen nanh giữ tợn và đuôi dựng lên như những bông lau lớn. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy đàn sói với khoảng cách gần như vậy, quá lắm là 20 mét. Tôi núp vào gốc cây, dương súng ngắm vào con nai và nói, mình bắn nhé. Cậu trinh sát kỹ thuật đứng gần tôi, nói nhỏ, đừng, thủ trưởng, bọn Mỹ vừa đổ xuống cách ta khoảng 600 mét. Tôi suyệt đuổi con nai thầm mong nó chạy thoát lũ sói. Nhưng con nai vừa ra khỏi nhà sàn thì đàn sói lập tức rượt theo. Tôi xách súng trở lại chỗ cũ. Anh nở trợ lý tác chiến đã đứng chờ ở đó. Nở báo cáo, trung đội hữu tuyến đã về đầy đủ an toàn. Trung đoàn 24 vừa báo cáo, toàn đơn vị đã rút khỏi đơn vị tác chiến. Đang trên đường về căn cứ, an toàn. Máy bay trực thăng rất đông hoạt động liên tục trong khu vực tác chiến có hiện tượng bốc quần tôi chút hơi thở nhẹ nhóm và tôi bảo nờ báo cho các đơn vị trực thuộc chuẩn bị hành quân về căn cứ theo kế hoạch đã định bộ phận nhẹ của sở chỉ huy chúng tôi ở lại sau để đôn đốc và kiểm tra việc thu quân của toàn mặt trận thật hoàn tất rồi mới rút chiều hôm ấy chúng tôi đang bước trên một con dốc nhỏ ánh nắng chiều đã nhợt nhạt lối đi trong rừng rậm đang chuyển gam màu từ sáng sang xám đậm không gian vang tiếng máy bay tiếng bom đạn nổ hơn nửa tháng qua đến giờ mới thấy những phút tĩnh lặng có chỗ cho thiên nhiên lên tiếng. Tại tôi không ngừng lắng nghe âm thanh xung quanh rội tới, tiếng gió rung cây lá rừng rì rầm sâu thẳm, tiếng đàn viện thi nhau hú và những hồi âm hoang dã, tiếng đàn chim rừng gọi đàn. Trận đánh thắng đẹp và tiếng nhạc rừng khiến tâm hồn tôi thanh thản. Phía sau lưng chúng tôi bỗng nổi lên từng chuỗi dài tiếng nổ như sấm. Một tốp, hai tốp, cậu cảnh vệ đi sau lưng tôi đang đếm. Tôi hiểu cậu ta đang đếm tốp B-52 mặc dù chẳng nhìn thấy chúng đâu nhưng cũng đứng như vậy. Điều dễ hiểu bởi nhiều lần chúng tôi bằng mắt thường đã nhìn thấy B-52 hai cánh dài thướn 8 động cơ, cứ ba chiếc vào thả một đợt bom. Cách độ 20 đến 30 giây, lại một tốp khác vào thả tiếp. Nghe bom của B-52 giải hết đợt này tới đợt khác ở khu vực tác chiến, anh em xì sầm bình luận, có đến chục tốp chứ không ít. Kể nó, cứ thả sức giải bom, giải bom nhiều cũng là thắng lợi của ta lại nói về việc rút quân của trung đoàn 24. Tôi thấy mục đích của trận đánh, so sánh lực lượng ta, địch tại chỗ. Thời gian tác chiến đến đây có thể kết thúc trận đánh là vừa. Trung đoàn 24 mới huấn luyện chưa qua chiến đấu, chưa quen chiến trường trận đầu thử sức quần nhau với toàn bộ lữ dù 11 thuộc sư đoàn 101, loại lính sừng sỏ của Hoa Kỳ kéo dài nửa tháng trời, mà liên tiếp đánh thắng, xóa sổ 4 đại đội địch kết quả trận đánh, diệt hơn 1.000 tên. Bắn rơi 14 máy bay, thu nhiều vũ khí như vậy nếu phân loại khiêm tốn trung đoàn cũng đạt loại giỏi không thể kéo dài thời gian hơn được nữa bởi lương thực chỉ còn đủ ăn cho một hai ngày tất cả các tiểu đoàn tham chiến không còn lực lượng dự bị đội hình ta với địch đan sen nhau nếu chủ quan sơ hở là trung đoàn hai tư dễ dàng bị tổn thất chui ngay vào vòng vây của địch chúng tôi thầm lo việc lui quân của trung đoàn trong chiến tranh không thiếu gì chuyện khi đánh thì thắng nhưng khi rút ra khỏi trận đánh lại bị thương vong bại hoại vì vậy việc tổ chức lui quân cũng phải khôn khéo bí mật bất ngờ như khi nổ súng tấn công đồng thoại đi đánh chặn những toán địch sục sạo thăm dò vào sở chỉ huy vừa trở về trên khuôn mặt tròn của thoại đầy bụi đất và mồ hôi nhễ nhại tôi thân mật nói với đồng thoại điều mình đang suy nghĩ thằng hai tư mới vào chiến trường chưa có kinh nghiệm xử trí những tình huống phức tạp gạo hết rồi đôi mắt to sáng của đồng chí thoại nhìn tôi không chớp biểu lộ sự thông cảm về tầm quan trọng của câu chuyện tôi đàn nói từ khi làm quen với chàng trai hà nội này nhất là sau trận đánh tumerong đồng thoại đã chiếm được niềm tin yêu của tôi đôi lúc rảnh rỗi chúng tôi thường tâm sự chuyện nhà cửa quê quán với nhau và cho xem ảnh vợ con té ra vợ thoại cũng là người quen thân với gia đình vợ tôi sự thân thiết của hai gia đình làm cho tình bạn chiến đấu của chúng tôi càng gắn bó hơn đồng thoại vóc người cao lớn đẹp trai và có cái đầu to tròn khá đặc biệt nó giống hòn bi khổng lồ. Tôi thường gọi thoại là thằng đầu to. Không hiểu sao trước một công việc hết sức nghiêm trọng tôi không hề tỏ ra mình là cấp trên có quyền ra lệnh mà chọn cách nói tâm sự. Tôi nói tiếp, ý định bọn Mỹ là bao vây tiêu diệt trung đoàn 24, như cậu thấy đấy, nó chưa làm được. Trung đoàn 24 đã đánh thắng, thắng rồi nhưng rời khỏi khu vực tác chiến rất khó khăn. Giữ vững truyền thống quyết thắng của quân đội ta, chúng ta không thể để cho địch tiêu diệt ta dù chỉ là một phân đội cậu có trách nhiệm đi giúp trung đoàn 24, dẫn nó ra khỏi vòng vây. Mình biết chuyến đi này cái chết rất gần, nhưng cậu không được chết. Phải đem cái đầu to ra để vượt vòng vây của địch tới được chỗ cậu thường. Tôi cho cậu chọn nửa tiểu đội trinh sát để đi cùng. Khi thoại đi rồi, chúng tôi cũng rời sở chỉ huy đến địa điểm mới. Suốt đêm hôm đó tới hai ngày hôm. Sau, mỗi lần nghe bom, đạn pháo nổ nhiều ở đâu đó, trong đầu tôi lại nhắc đến thoại không hiểu cậu ấy có đến nơi được không. Mãi đến khi nhận được điện trời của trung đoàn 24 báo đồng thoại đã đến nơi an toàn tôi mới yên lòng. Khi về đến hậu cứ, đồng thoại kể cho tôi nghe diễn biến chuyến đi. Anh giao nhiệm vụ xong rồi, tôi về kiểm lại lương thực dự trữ của ban tác chiến và trinh sát. Tiên trí còn 9 bao gạo và hai hộp sữa. Ngờ đâu lính đói lấy cắp chỉ còn 10 bơ gạo. Năm thằng lực điền ăn rẻ số gạo ra làm hai ngày hy vọng đến 24 sẽ có gạo. Tôi đã chọn cậu Nga Bạch Dê tổ trưởng tổ trinh sát đi cùng. Chắc anh cũng biết nó danh bất hư truyền, nó có cái mũi tuyệt vời chỗ nào nó đánh hơi thấy có bọn Mỹ y như rằng đúng. Từ chỗ sở chỉ huy ta đến chỗ trung đoàn 24 khoảng 13-14 cây số chứ mấy, thế mà đi miết hai ngày hai đêm. Bởi gặp bọn Mỹ lại phải luồn, gặp chúng chặn có đến hàng chục lần cứ phải né. Chiều tối hôm ấy tới vị trí trung đoàn bộ của 24. Anh em thương binh đang nằm chờ chuyển đi. Tôi hỏi thăm, anh em cho biết sắp hết gạo phải ăn cháo rồi. Có cái kho gạo vừa bị bom Napan địch đốt mất. Tôi tới sở chỉ huy, các anh ấy đang họp đảng ủy bàn kế hoạch rút. Tôi báo cáo, theo lệnh anh Hữu An, tôi chịu trách NHLM ở dẫn đường cho đơn vị. Thường trả lời, chúng tôi có kế hoạch rồi. Các anh ấy đã cho hai tiểu đội đi trinh sát tuyến đường các anh ấy chọn. Tôi chẳng có việc gì nữa, vì các anh ấy không cần. Hai ngày đêm thức trắng tôi rất thèm ngủ. Nghe thường trả lời vậy, tôi ngồi dựa gốc cây nghỉ một lát chờ họ họp xong sẽ trình bày kỹ hơn ý của mình nên chọn đường nào an toàn hơn. Vừa đặt vấn đề trong đầu chưa kịp suy nghĩ tới lý lẽ phân tích thì đã ngủ biến rồi. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, tôi thấy người lay like gọi hồi lâu mới nhận ra mình đang ở đâu. Trung đoàn trưởng Phùng Bá Thường và trung đoàn phó Võ Tấn Nam nói với tôi, "Chúng tôi đi theo anh. Anh cho biết ý kiến đi đường nào, tổ chức hành quân ra sao?" Mấy cán bộ trung đoàn nữa ra ngồi quây xung quanh tôi, họ không giấu sự lo lắng. Có người nói đã cho 15 chiến sĩ trinh sát đi thăm dò bị thương gần hết. Có người nêu cứ chiếu thẳng về hậu cứ, tìm cách luồn né. Tôi quen địa hình ở khu vực hơn mọi người, nhưng cũng thấy hơi bí. Chỉ còn cách táo bạo đi dọc theo sống núi thẳng về Tumorong. Dù sao ta cũng chiếm điểm cao. Đội hình trung đoàn đi hàng dọc. Tôi trình bày ý của mình, được mọi người đồng ý. Mở sớm hôm sau, tôi cùng một người địa phương cộng với chín trinh sát dẫn đường cứ ngược dốc lên theo hướng đã định. Cả ngày đi không chạm địch, chiều gần tối tới gần một trên địa pháo 105, nghe tiếng khóa nòng đóng choang 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 và tiếng nổ đầu nòng u tai. Đành chờ tối dẫn bộ đội vòng qua. Mọi khi pháo sáng thả khâu đêm, sáng như ban ngày, tối nay không hiểu sao tối như hũ nút, phải chờ tới 3 đến 4 giờ sáng mới dẫn bộ đội qua được. Ngày hôm sau tới căn cứ tỉnh ủy, lính đói không phải là một ngày một đêm mà từ mấy hôm trước. Nghe nói đã tới nơi tương đối an toàn họ nằm la liệt không chịu đi nữa chỉ có một mình tôi được vào căn cứ tỉnh ủy. Gặp anh tìm bí thư tỉnh, tôi nói rõ tình hình. Anh tìm lập tức báo cho cơ quan tỉnh ủy ngừng mọi việc, y tá y sĩ mang thuốc men bông băng ra băng bó, chăm sóc thương binh, rất cảm động. Anh tìm báo cho cơ quan từ hôm nay không được ăn gạo, chỉ được ăn sắn. Mang gạo ra cho thương binh ăn và báo cho trung đoàn 24 được phép nhổ sắn ở nương của dân ăn. Tỉnh ủy nhận trách nhiệm bồi thường cho dân. Nghe thấy tôi là cán bộ tham mưu của sư đoàn 6 đến, một ông phóng viên thông tấn xã thường trú ở cơ quan tỉnh ủy tới gặp tôi để phỏng vấn. Tôi nghe ông ta tự giới thiệu và những câu hỏi gợi ý xong thì cũng vừa lúc tôi lăn ra ngủ không còn biết gì nữa. Mãi tới khi có người gọi báo có điện của anh dẫn đơn vị về hướng Đắc Dơ Lai, có anh Đức đón. Lúc đó tôi mới sực tỉnh. Một, ta, trung đoàn 24 có 9 đại đội bộ binh, 6 đại đội trở chiến và một số phân đội binh chủng trực thuộc, quân số 1.800. Địch, nếu một dù có 13 đại đội bộ binh, quân số 3.000, 3 trận địa pháo binh, 1 trận địa 6 khẩu. Năm 1966 lực lượng của Tây Nguyên tăng rất nhanh. Các trung đoàn 24, 88, 101B và 95B được trang bị, huấn luyện khá tốt lần lượt từ miền Bắc đưa vào. Ý của Bộ Tổng Tư lệnh định lập ra hai sư đoàn. Tư lệnh mặt trận B3 giao cho tôi tổ chức sư đoàn 6 như đã nói trên nhưng đang dở dang thì ngừng lại vì mặt trận chưa đủ sức bảo đảm cung cấp lương thực đạn dược. Cho chừng ấy sư đoàn cơ động, các cán bộ cấp sư đoàn như các anh Hoàng Phương, Hoàng Kiện, vào với ý định lập các sư đoàn mới lại phải trở ra. Vào khoảng đầu tháng 1 năm 1966 tôi lại nhận được sự phân công của Bộ Tư lệnh Mặt trận B3 đứng ra tổ chức sư đoàn 1. Chuẩn bị cho ra đời sư đoàn lần này không mất nhiều thời gian, bởi các cơ quan, đơn vị đã có sẵn, chỉ lắp ghép lại là hình thành. Sư đoàn Bộ Nguyên là của sư đoàn 304 do Đại tá Hoàng Kiện đưa vào. Các trung đoàn bộ binh gồm 66, 88 và 320. Bộ tư lệnh gồm, tôi tư lệnh phó B3 xuống làm sư đoàn trưởng, Hoàng Thế Thiện làm chính ủy. Tất cả anh em từ cán bộ cơ quan tới các cán bộ chỉ huy đã ở cương vị của mình một vài năm và khá thông thạo công việc chuyên môn của mình. Các trung đoàn 66, 320 đã dày dạn với chiến trường, còn 88 đã được thử thách vài trận. Thật lòng, tôi thấy sung sướng và tự hào được chỉ huy một sư đoàn đáng tin cậy như thế. Bước vào mùa chiến đấu Đông Xuân 1966 đến 1967, lực lượng vũ trang Tây Nguyên ở tư thế đàng hoàng chứng trạng. Thời gian chuẩn bị hàng tháng trời, tôi, Hiếu Đức cùng một số cán bộ trung đoàn đi trinh sát thực địa từ Plei Dê Răng kéo dài tới biên giới Việt Nam, Campuchia, khoảng gần 60 km. Chúng tôi tìm địa điểm chốt bố trí sẵn lực lượng và bản cách đánh ở thực địa, làm sao khi dẫn địch ra chốt A, chốt A phải dụ địch vào chốt B, chốt B phải dụ địch vào chốt C. Cứ như thế tạo ra một chuỗi những trận đánh nối tiếp dẫn địch theo ý của ta vào quyết chiến điểm. Quyết chiến điểm ở sát biên giới, chúng tôi chọn là một kinh đường khá rộng tương đối bằng phẳng. Nếu địch muốn chặn không cho ta vượt qua biên giới, buộc chúng ta phải đổ quân xuống đây với lực lượng không thể ít hơn một tiểu đoàn. Ở đây ta tập trung lực lượng lớn nhất với toàn bộ trung đoàn 88 quyết tâm diệt gọn tiểu đoàn địch và cũng là trận đánh kết thúc chiến dịch. Vừa đi trinh sát vừa bàn bạc phương án tác chiến ngay thực địa, hầu hết những cán bộ đã đụng đầu với quân Mỹ 2 năm qua đều có thể rút ra kết luận. dụ Mỹ ra không khó, nhưng để có thể diệt gọn một đơn vị của nó thì không dễ, vì lẽ đó chúng tôi cũng dễ dàng thống nhất ý kiến. Riêng trung đoàn 88, không có lý lẽ gì bác lại kế dụ địch nhưng qua thái độ của các cán bộ chỉ huy trung đoàn, Tôi cảm nhận rằng trung đoàn chưa thật tin. Sau khi các đơn vị đã vào chiếm lĩnh trận địa, tôi tới kiểm tra trung đoàn 88 thấy không khí hơi chảy mạng. Tiểu đoàn cối 120 ly hỏa lực chủ yếu trong trận đánh chưa lấy xong phần tử bắn. Có cán bộ nói thầm với nhau, làm gì có Mỹ đến chỗ này mà đánh. Một lần nữa chúng tôi họp để phân tích để anh em cán bộ trung đoàn thông suốt về cách đánh của ta và hiểu thêm tính chất quân Mỹ. Cuộc họp thảo luận có lúc hơi căng, tôi phải dùng tư cách chỉ huy nếu tôi không kéo được địch ra đây tôi chịu trách nhiệm trước bộ tư lệnh mặt trận. Nếu địch ra đây các anh không đánh được các anh sẽ bị kỷ luật. Chiến dịch này chuẩn bị song song với chiến dịch trồng sắn. Dùng cụm từ ấy không có gì là cường điệu đối với chiến trường Tây Nguyên. Chúng tôi thường nói vui với nhau gạo là thống soái. Thật vậy, muốn mở một đợt chiến đấu dài ngày một chút, một trong những câu hỏi lớn, có đủ gạo không? Đồ này mỗi ngày một người chỉ có hai lạng gạo trộn với sắn việc đảng ủy B3 đề ra chỉ tiêu đầu người 1.200 gốc sắn từ tư lệnh trở xuống, không ai được miễn trừ là việc hết sức khắc nghiệt nhưng vẫn được anh em toàn mặt trận hưởng ứng nhiệt thành. Tôi đi trinh sát cũng kiếm ít hom sắn mang về, trồng xung quanh nơi ở của mình cho đủ chi tiêu. Đảng ủy mặt trận thông qua phương án chiến dịch sông Sa thầy lần cuối cùng đã xác định, mục đích chiến dịch, kẻo quân Mỹ ra để tiêu diệt, đồng thời góp phần đập tan ý đồ chiến lược phản công mùa khô của đế quốc Mỹ. Yêu cầu, phải nhử được một tiểu đoàn Mỹ vào quyết chiến điểm C-11 và tiêu diệt gọn tiểu đoàn này. Sử dụng lực lượng sư đoàn 1 được tăng cường trung đoàn 101 và 4 tiểu đoàn trợ chiến. Các hướng hỗ trợ, có trung đoàn 24 ở Công Tum, 95B ở Gia Lai, trung đoàn 33 ở Đắk Lắc đánh nhỏ, đánh vừa kiềm chế phân tán lực lượng địch. Đội hình ở hướng chủ yếu của chiến dịch, Trung đoàn 320 dùng một bộ phận nhỏ châm ngòi nhiều địch ra, bố trí lực lượng vừa đánh vừa dẫn dắt địch về hướng quyết chiến điểm. Trung đoàn 101 bố trí ở Đông Sa Thầy, Trung đoàn 66 và 88 bố trí từ Chu Pa đến bờ Tây Sa Thầy là lực lượng chủ yếu tiêu diệt địch ở C1. Ngày N, ngày 19 tháng 10 năm 1966, đúng ngày N, một phân đội thuộc Trung đoàn 320 đã bao vây chọc tức bọn đồn trú ở Pelejejang lập tức một đại đội thuộc sư đoàn bộ binh Mỹ số 4 đổ xuống sau lưng ta cách khoảng 3 cây số. Và cứ như thế ta dụ địch vào sâu hơn. Đánh lừa địch là nghệ thuật quân sự, muốn thực hiện được phải tổ chức và hành động hết sức công phu. Không chỉ dựa vào tài năng của người chỉ huy mà còn phải dựa vào đội quân được huấn luyện tốt. Cái tốt ở đây cần nhấn mạnh đặc biệt là vấn đề kỷ luật bí mật. Chiến trường này ngày nào cũng vậy. Hầu như 24 giờ trên 24 giờ liên tục máy bay trinh sát đủ loại C-130, OV-10, Trực thăng L19 bay thấp, bay cao chụp ảnh hoạt nhìn bằng mắt thường, ngoài ra bọn thám báo được đổ bộ xuống hoạt động thường xuyên. Đám lá rừng mới héo, ngọn suối tự nhiên đục, một lối mòn mới xuất hiện mà ngày hôm qua chưa hề có trong ảnh là chúng có thể cho bom, pháo phá nát cả khu vực. Vì vậy, kỷ luật bí mật có giá trị quyết định thành công trong nghệ thuật đánh lừa địch. Ngay cả lúc bình thường, chúng tôi cũng coi trọng việc giáo dục kiểm tra liên tục thấu triệt tới từng người lính kỷ luật bí mật vào chiến dịch vấn đề đó càng được coi trọng gấp bội phần. Trong chiến dịch này, việc dụ địch vào lưới ta răng sẵn đã trở thành hiện thực. Đại đội địch vừa đổ xuống, ngay trong đêm đã bị một đại đội của ta nằm sau chúng khoảng 2 km vận động tập kích. Ngày hôm sau chúng lại đổ thêm quân để bọc hậu đơn vị Việt Cộng. Chúng mới phát hiện. Cứ như thế trung đoàn 320 và một bộ phận của trung đoàn 66 đã đánh hàng chục trận và kéo chúng vào địa bàn quyết chiến ta đã lựa chọn trước. Trước khi đổ bộ, Chúng dùng B-52 giải bom, trả đi sát lại phát quang khoảng 5 km, ở sát biên giới, gây khó khăn cho ta. Trung đoàn 88 thương vong một số, không đáng kể và phải lùi sâu đội hình vào nội địa. Đúng như ta dự kiến ban đầu, 10 giờ ngày 25 tháng 10 địch đổ xuống C-11 tiểu đoàn. Pháo của ta lấy phân tử bắn từ trước, chờ địch đổ quân khoảng 10 phút mới phát hòa. Cùng lúc bốn khẩu súng cối 120 liên tiếng trận báo đạn pháo nổ như sấm sét chùm kín bãi đất bằng phẳng nơi bọn Mỹ vừa đặt chân xuống. Sự bất ngờ khủng khiếp hơn tất cả mọi khủng khiếp mà chúng có thể tưởng tượng được. Trên đài quan sát ta nhìn rõ, sau từng đám khói tan, bọn lính Mỹ chết đè lên nhau, những tên còn sống chạy hoảng loạn không có nơi trú ẩn. Pháo của ta bắn cấp tập khoảng một giờ, trong quá trình phó ta bắn cấp tập đội hình trung đoàn 88 hình thành ba mũi, mũi chủ yếu từ Tây Tây Bắc, một mũi từ hướng Đông Bắc, một mũi từ hướng Nam vận động tiến công. Các hướng tiến công của ta gặp bãi bom B52 cây đổ ngổn ngang vướng víu và bị máy bay địch bắn ngăn chặn nên phát triển chậm. Hiệp đồng bị vỡ, có bộ phận mãi tới 10 giờ mới tiếp cận được địch. Bọn Mỹ biết mình bị lửa và bao vây, chúng cố hết sức chống đỡ để chờ trời sáng có quân viện. Trận đánh diễn ra hết sức quyết liệt pháo sáng như hàng trăm hàng nghìn chiếc đèn treo lơ lửng trên không soi rõ từng gốc cây, ngọn cỏ. Máy bay địch liên tiếp thay nhau tới giải bom bi bao quanh vị trí của chúng chỉ cách vài trăm mét, gây thương vong cho một số bộ phận nhỏ của ta nằm cách xa địch. Tôi chỉ thị cho trung đoàn 88 nhanh chóng tổ chức sốc lại lực lượng, tung dự bị vào và hết sức áp sát địch. Đội hình của ta và địch quyện vào nhau, nhiều bộ phận dùng lê, lựu đạn đánh giáp lá cả. Bọn chỉ huy Mỹ đã xuất hiện tâm trạng tuyệt vọng sau trận đánh núi cơn. Đây là lần thứ hai tôi thấy chúng cam tâm tàn nhẫn giải bom chùn lên đội hình quân mình. Suốt ngày hôm qua tới đêm trung đoàn 66 hết sức tích cực ngăn chặn không cho bọn thám báo và các đại đội lẻ tiếp cận được C1. Bọn chỉ huy Mỹ thấy nguy cơ nếu ở lại C1 lâu hơn khó tránh khỏi bị tiêu diệt hoàn toàn. Khoảng 7 giờ ngày 26 chúng cho 20 chiếc trực thăng xuống bốc nốt số còn sống sót chạy về căn cứ. Những đại đội, Tiểu đoàn bị xé lẻ thuộc sư đoàn bộ binh Mỹ số 4 bị giải ra suốt chiều dài từ Pelé răng tới C1 gần 60 cây số lần lượt rút chạy bằng trực thăng. Quân ta thừa thắng phát triển về hướng đường 19 kéo dài. Một hướng xuống Chư pa để mở đường xuống đồng bằng. Chiến dịch từ 18 tháng 10 đến ngày 6 tháng 12 kéo dài hơn một tháng đã kết thúc thắng lợi. Ta đánh 34 trận lớn nhỏ, tiêu diệt tổng số 2.050 tên Mỹ, 360 ngụy, diệt gọn một tiểu đoàn Mỹ. Tám đại đội Mỹ và một xe trung đội, bắn rơi 21 máy bay, phá hủy 21 pháo, năm cuối 106 ly, 16 xe. Thắng lợi của chiến dịch không những chỉ nằm gọn trong số lượng địch bị diệt, số phương tiện vũ khí địch bị phá hủy, mà còn lớn hơn thế, nói cách khác, ta đã đạt được những mục đích nêu ra như đánh bại âm mưu phản công mùa khô của địch ở Tây Nguyên và phối hợp đắc lực với chiến trường khác. Một lần nữa quân chủ lực của Tây Nguyên lại được thử sức với loại quân khác của Mỹ sư đoàn bộ binh 4 và đã đánh quy nó. Qua chiến dịch này, các đơn vị tham chiến của ta được rèn luyện trong thực tế về công tác tổ chức chỉ huy, nâng cao trình độ chiến thuật, kỹ thuật và rút ra được nhiều bài học quý. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.